con người mẫu Thượng Hải Dương tầm nhân loại. Minh Si Nghệ Mộng Giao, sinh năm 1989, năm nay tròn 30 tuổi, là mỹ nhân chính gốc Thượng Hải Hoa Lệ. Sở dĩ có cái tên Minh Si là bởi khi phiên âm tên cô, nhiều người đã nhầm lẫn chữ Men trong mộng thành chữ Minh, kể từ đó thay vì Giai Men Si thì cô thành danh với nghệ danh Minh Si. Sở hữu khuôn mặt thanh tú và chiều cao khủng 1m8, năm 2007, Hề Mộng Giao tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang và biểu y của Đại học Đông Hoa. Năm 2009, nhờ nhập cuộc chương trình tuyển chọn của Đài Đông Phương, Hề Mộng Giao lọt vào top 5 khu vực Thượng Hải, cùng năm đó lọt vào tầm thường kết của cuộc thi người mẫu ưu tú thế giới lần thứ 26, dừng chân ở top 15. Kể từ đây, Minh Si dần dần tiến thân vào giới thời trang cạnh tranh thảm khốc. Năm 2010, Minh Si bắt đầu gia nhập buôn bán thời trang nhân loại bằng việc tham dự tuần lễ thời trang tại Paris, sau đó trở thành người mẫu châu Á trước tiên trong lịch sử nhập cuộc chiến dịch quảng cáo toàn cầu của Givenchy. 3 năm sau, Minh Si là siêu mẫu châu Á thứ 4 có vinh dự sải bước tại sàn Victoria's Secret danh giá bước. Minh Si chưa bao giờ chia sẻ về cuộc sống gia đình của mình, song theo những gì mà cô từng tiết lộ, bố mẹ của Minh Si là một người có tầm ảnh hưởng với sự nghiệp người mẫu của cô. Ngày Minh Si còn nhỏ, khi biết con gái không hứng thú với việc học văn hóa, bố mẹ cô đã đầu tư chuyên tâm vào sự nghiệp thời trang của con, gửi cô thanh lịch tận Paris theo học. Từ điều này có thể thấy bố mẹ Minh Si là những người có đầu óc cởi yê, gia đình cũng rất có điều khiếu nại. Chân dài chiêu trò từng bị ném đá trên chính sân nhà. Trong suốt quá trình sự nghiệp làm người mẫu của mình, phố to nhất của Minh Si là liên quan đến một lần sải bước tại Victoria's Secret khi show được tổ chức tại Thượng Hải. Trong lúc đang rạng rỡ kho dốc dáng 0% mở thừa, Minh Si bất thần trượt trượt. Mặc dù chiếm được nhiều lời yêu quý cảm, tuy nhiên những gì mà bạn của Minh Si bộc lộ sau đó lại khiến cô bị tê mỉm cười và lập tức bị gán danh siêu mẫu chiêu trò. Bức ảnh được chia sẻ nhiều nhất trên trang mạng buôn bán hội sau sự cố của Trần Học Đông, cậu em thân thiện của siêu mẫu, tiết lộ cổ chân sưng tấy, ửng đỏ của Minh Si cùng lời nhắn: sưng đến nhường này, trước hết hãy làm giảm sưng đi. Chị là người tuyệt vời nhất. Cú trượt để đời của Minh Si. Tuy nhiên, netizen xứ Trung đã có màn bóc phốt thần thánh, nhiều bằng chứng đã chứng minh được rằng bức ảnh do Trần Học Đông chụp thực chất không phải chụp tại show Victoria's Secret. Nói cách khác, đây là bức ảnh Minh Si từng bị yêu quý tại một show khác trước đó, nhưng lại được Trần Học Đông lấy ảnh này ra để chia sẻ. Giữ khiếu nại trước tiên liên quan đến Tạ Na. Vào ngày 21 tháng 11, Tạ Na có chia sẻ một ta tớt vô tình tiết lộ Minh Si từng bị yêu quý trước show diễn của nữ nghệ sĩ Lưu Gia Linh. Minh Si đã bị chấn yêu quý dây chằng và đứt gân cho nên phải đi trị liệu. Chính vì vậy, Minh Si không thể góp mặt tại show của Lưu Gia Linh. Trong một bài đăng khích lệ của Trần Học Đông trước ngày diễn ra, nam diễn viên có chia sẻ hình ảnh Minh Si ngồi xe lăn. Theo nguồn tin khẳng định, Minh Si đã từng bị yêu quý vào tháng 10, có sử dụng một đôi giày màu đen. Và trong bài đăng chia sẻ cổ chân bị yêu quý sau cú trượt, Trần Học Đông đã để lộ một tình tiết quan trọng. Anh không hề biết đôi giày đấy cũng hiện ra trong bức ảnh cổ chân sương tấy kia. Tại tiệc after party sau đó, Minh Si vẫn hiện ra rạng rỡ với cổ chân hoàn toàn bình tầm thường, thậm chí cô nàng còn tự tin đi giày cao gót. Và nếu zoom kỹ, chân cô nàng vẫn hoàn toàn bình tầm thường. Màn bóc phốt trên khiến Minh Si nhận về vô số chỉ trích và ghét bỏ. Thậm chí đã có người lật lại quá khứ Minh Si từng nói nếu bị trượt tại sàn Victoria's Secret cô sẽ giải nghệ, tuy nhiên Minh Si vẫn hoạt động trong giới giải trí bình tầm thường. Chuyện tình ồn ào, nhiều drama không tầm thường của Minh Si. Đời tư của Minh Si khá phẳng lặng cho đến khi cô hẹn hò với thiếu gia Hà Du Quân, cậu ấy nhà trùng sòng bạc ma co Hà Hồng Sơn. Kể từ đó, paparazzi bám theo Minh Si mọi lúc mọi nơi để đánh dấu những hình ảnh ngọt ngào của hai người. Hà Du Quân sinh năm 1995, được tấn công giá bước là tài năng ngay từ khi còn đang cấp sách tới trường. Anh chàng trở thành sinh viên Hồng Kông duy nhất được Mil nhận, đồng thời cũng là thạc sĩ tài chính trẻ nhất lịch sử Mil. Chủ quyền tài chính và có sự nghiệp riêng. Hà Du Quân từng gây sốt khi nhập cuộc chương trình bộ não siêu diệt với trình độ tính toán tài trí hơn người.
Không chỉ vậy, Hà Du Quân còn đốn tim Phan nữa bởi vẻ ngoài điển trai, ga lăng, đồng nghĩa với việc tình trường của Hà Du Quân cũng phú quý không tầm thường khi từng hẹn hò với nhiều thiên kim tiểu thư trong quá khứ. Cả hai cùng nhập cuộc một show truyền hình dành cho các cặp đôi đang yêu. Hà Du Quân quyết định hạ cú chốt khi tỏ tình bằng màn hình red. Theo thông tin, cô được cả nhà bà Tư yêu mến, dành nhiều tình cảm. Minh Si được thiếu gia tỏ tình vô cùng lãng mạn. Hình ảnh Minh Si hiện ra bên người thân trong gia đình Hà Du Quân. Mọi chuyện đã được xúc tiến nhanh sau đó khi Barbaraji bắt gặp Minh Si bắt gặp gỡ mẹ chồng bà Tư Lương An Kỳ. Thời điểm này trong giới đã rộ lên tin đồn Minh Si đang mang thai, tuy nhiên Hà Du Quân mạnh miệng đáp trả sẽ treo thưởng 350 tỷ đồng cho ai tìm ra người nào đó mang thai con của anh. Đây được cho là hành động phủ nhận Minh Si mang bầu. Tới tháng 5 năm 2019, trong giới răm ran về màn cầu hôn 99.999 đó Hồng cùng chiếc nhẫn đá quý siêu to khổng lồ của Maro bất thần dành tặng Minh Si. Tuy nhiên, màn cầu hôn bị cho là màu mè, giả tạo khi nhiều người loan tin Minh Si luyện tập từ trước, xây cất hội trường cũng bị chê quê mùa. Thời điểm này, dân tình đã xô bơ sau dòng hai của Minh Si và cho rằng cô đã mang thai. Lật lại quá khứ có thể thấy Minh Si dù đang mang bầu nhưng vẫn dắt bụng thanh lịch pháp, diện giày cao gót và áo khoác táo bạo. Đây được cho là những điều mà bà bầu tầm thường kiêng khem giữ gìn. Sau đó, Minh Si và Hà Du Quân kế tiếp gây bão khi tuyên bố đã đăng ký kết hôn. Dòng hai lớn của Minh Si liên tiếp trở thành tâm điểm báo chí nhưng cả hai hero đều không thừa nhận. Trong khoảng thời gian cuối thai kỳ này, Hà Du Quân liên tiếp bị phát hiện đi chơi, du lịch cùng gái lạ, còn Minh Si lại chia sẻ ảnh tại khách sạn, làm đấy lên ngờ vực cô mâu thuẫn với mẹ chồng nên không được quang minh chính đại bước vào hào môn. Cú quyết đổi đời của Minh Si một bước trở thành nữ hoàng nhờ sinh được đích tôn. Showbiz Hoa ngữ ngày hôm qua náo loạn trước tuyên bố của Hà Du Quân bà buông bản anh sinh quý tử đầu lòng. Điều đáng nói từng câu từng chữ của Hà Du Quân nhấn mạnh rằng đại trượng phu anh chính là đích tôn đời thứ 5 của gia tộc nhà họ Hà. Đây là điều mà bố anh trùm casino Hà Hồng Sơn luôn mong ngóng từ bao xưa nay và phải tới tận tới 98 tuổi ông mới được kết thúc tâm nguyện. Hà Du Quân còn cho biết tên đại trượng phu mình là do bố đích thân đặt cho với kỳ vọng gia tộc nhà họ Hà càng ngày càng lớn mạnh và phát triển. Điều này hoàn toàn đồng nghĩa với việc Minh Si trở thành cô con dâu đắt giá bước nhất của gia tộc nhà họ Hà hiện tại. Với tình hình tranh giành tài sản khốc liệt khi ông Hà đang ở giai đoạn gần đất xa trời, Minh Si chắc chắn có được sự hậu thuẫn khác lạ từ bà Tư người thiếu phụ tài đảm lấn lướt bà Hai và bà Ba. Thêm vào đó, công chúng dự đoán rằng chắc chắn ông Hà sẽ dành món quà khác lạ dành cho cháu nội. Dư luận cũng bàn tán rất nhiều về Minh Si và cho rằng cô nàng một bước trở thành bà hoàng nhờ có công nối dõi cho đại gia tộc nhà họ Hà, là người có tiếng nói và sẽ chiếm được nhiều ưu ái từ bố chồng Hà Hồng Sơn. Tuy nhiên, cô cũng sẽ chịu vô số áp lực từ phía anh chị em nhà chồng và phải rất khôn khéo trong việc đối nhân xử thế.